Thay đổi lớn trong luật đất đai mới nhất vừa được Quốc hội thông qua tập trung vào các vấn đề trọng tâm liên quan đến đất đai như quy định về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể. Chính phủ được giao quy định phương pháp định giá khác mà luật chưa quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mặc dù phải đến năm 2025 mới chính thức có hiệu lực, các chuyên gia kỳ vọng các quy định mới trong luật đất đai 2024 sẽ là cơ sở góp phần tiếp thêm niềm tin cho thị trường.